Thực hư thông tin Dương Tử chuẩn bị lên xe hoa. Mới đây mạng xã hội rầm rộ trước loạt ảnh Dương Tử sủng sỉnh trong bộ váy cưới. Liệu đây có phải là cách Dương Tử thông báo đến fan hâm mộ việc cô nàng chuẩn bị lên xe hoa hay không? Dương Tử là một trong những nàng tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí hoa ngữ hiện nay. 2023 được xem là năm của Dương Tử khi cô tái xuất và đặt thành công vang dội với phim Đại Nữ Chủ Trường Tương Tư. Đây là một trong những bộ phim hot nhất mùa hè năm nay, đưa tên tuổi của nữ chính Dương Tử và bộ ba nam chính Đặng Vi, Trương Vạn Ý, Đan Kiện Thứ đến gần hơn với khán giả châu Á. Bất kể tin tức gì liên quan tới sự nghiệp diễn xuất hay chuyện tình cảm đời sống cá nhân của Dương Tử luôn được cư dân mạng quan tâm một cách đặc biệt. Trong quá khứ, Dương Tử tuy không ít lần vướng phải ồn ào hẹn hò với dàn nam thần đắt giá Cbiz, nhưng hầu hết những nghi vấn đó đều là suy đoán từ phía cư dân mạng. Nữ diễn viên luôn một mực khẳng định cô vẫn đang trong trạng thái độc thân. Vừa qua, cư dân mạng bất ngờ truyền tay nhau loạt ảnh Dương Tử diện váy cô dâu. Xuất hiện trong bộ váy cưới màu trắng, Dương Tử với gương mặt xinh xắn dễ thương, khiến dân mạng được fan xôn xao. Cô nàng nhẹ nhàng thướt tha mang đậm khí chất tao nhã khiến nhiều người không cầm được lòng. Thêm nữa, cô chỉ xuất hiện một mình, không có chú rể bên cạnh. Điều đáng nói là những hình ảnh này chưa từng xuất hiện trong dự án phim ảnh nào. Nhiều khán giả cho rằng cô nàng chuẩn bị lên xe hoa, thậm chí họ còn tò mò về danh tính thực sự của chú rể. Giữa làn sóng bàn tán về ảnh cưới của Dương Tử thì fan hâm mộ của cô nàng đã vào đính chính. Đây thực tế chỉ là ảnh cô nàng quảng bá cho một thương hiệu đồ cưới mới đây. Điều này khiến cộng đồng mạng được trấn an phần nào, đồng thời Dương Tử cũng được khen ngợi về nhan sắc ngày một thăng hạng. Theo đó, Dương Tử nhận nhiều lời khen về vẻ ngoài rạng rỡ, đường nét trên gương mặt và cơ thể mềm mại hơn trước rất nhiều. Điểm nhấn của tổng thể chính là phần vai trần quyến rũ. Điều này đã đập tan nghi vấn đụng chạm dao kèo trên mạng xã hội thời gian vừa qua. Sau một thời gian, Dương Tử trở lại với ngoại hình xinh đẹp, làn da trắng. Công chúng nghi ngờ Dương Tử đụng chạm dao kéo, tuy nhiên nữ diễn viên khẳng định cô đẹp nên nhờ kết quả của giảm cân và chăm sóc nhan sắc.